Chị Bị xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với những diễn biến tại sân bóng đá Hùng Hưng. Và những diễn biến tiếp theo của giải bóng đá sân 7 Hùng Hưng Cup năm 2023 sẽ đến với lượt trận thứ hai của vòng đấu bảng. Hùng Hưng là trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam Vision Football. Cú đá thẳng, bóng đá không vượt qua được hàng rào, luôn càng thêm tốt. Đặc biệt là các thủ bên phía đội bóng Hiệp Phát FC có những cái tên đã thi đấu cùng nhau nhiều năm và có sự ăn ý nhất định. Và cặp bóng của Văn Trường. Một đường chuyền hay, Văn Trường qua tiếp cận, chưa có tình huống kết thúc dành cho Tuấn Trà, quá đáng tiếc dành cho số 6 trong tình huống vừa rồi. Tình huống đoan lên để tiếp cận bóng sau đường chuyền của Văn Trường, một pha treo bóng nữa của Văn Trường. Văn Trường đi bóng rất lạc lẽo, kết thúc gặp thạch, cú đá chính xác và tỷ số được mở dành cho các thủ đội bóng Hiệp Phát FC. Phải ghi bàn đến từ vị trí của số 14. Bàn thắng phải nói là một cú dứt điểm rất hiểm hóc đến từ vị trí của Ngọc Thạch. Cùng nhìn lại pha lập công vừa rồi đến từ vị trí của Ngọc Thạch. Một đường chuyền ra của Văn Trường và Ngọc Thạch đã rất nhanh chân kết thúc. Cú đá đi không quá mạnh nhưng nói đi cực kỳ hiểm. Đó là vượt qua khỏi tầm với của thủ thành bên phía đội bóng Gia Bảo FC. Để thua một bàn nhưng các cầu thủ Gia Bảo vẫn không hề nào đúng một tình huống va chạm, nhưng trọng tài xác định không có lỗi và đây là cơ hội trở lại với các cầu thủ đó. Pha không chi kiểm soát vẫn còn. Đó là pha can thiệp kịp thời đến từ hàng phòng ngự của các thủ Hiệp Phát. Đường chuyền vẫn chưa thành công. Pha xoay sở dứt điểm không bao, bóng đã đi xa ngoài. Bóng tiếp tục trở lại với quyền kiểm soát của các thủ Gia Bảo. Luôn cầm bóng bình tĩnh. Đường chuyền ra biên, Lan Thí số 4 đã có một cơ hội rất tốt để có thể gỡ hòa nhưng pha kết thúc của anh đã đi ra ngoài. Thêm một tình huống dứt điểm vọt xa nơi đến từ vị trí của Lan Thí. Là cơ hội trở lại với các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Trận đấu còn lại trong ngày hôm nay tại sân đấu số 2 ở bảng A sẽ là cuộc so tài giữa các thủ Gia Hiếu TTC. Cơ hội nguy hiểm không bao, pha dứt điểm cẩn thận không thành công dành cho các thủ bên phía đội bóng Hiệp Phát FC. Đây là cơ hội đáp trả Lan Thí, dứt điểm không bao. Những tình huống đá biên rất nguy hiểm nữa của các thủ hai đội vẫn còn. Khoảng trống kết thúc vẫn không vào. Liên tiếp những pha bắn phá khung thành của các thủ hai bên quá đáng tiếc. Cú đá thẳng rất nguy hiểm. Tiếp tục trở lại với diễn biến của trận đấu. Quả treo bóng, bóng đi hơi cao hơn so với sang ngang của thành. Quyết định dứt điểm thẳng đến từ vị trí của Văn Phượng. Và chuyển hướng rất tốt, cơ hội để dành cho Văn Nghị. Văn Nghị dứt điểm, cú đá rất căng nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Và xoay sở có thể dứt điểm. Cú đá từ xa, và đánh đầu giải nguy kịp thời của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo trắng. Ở trong trận đấu với bơm nước Huy Trinh, sau khi bị đối phương dẫn trước 2-0, các thủ áo trắng đã rất bình tĩnh tìm kiếm bằng hai bàn thắng gỡ hòa. Và đây là cơ hội dành cho Đăng Huy, dứt điểm nguy hiểm, cú đá vẫn chưa đủ hiểm. Họ sẽ cùng với bơm nước Huy Trinh tiếp tục chia sẻ ngôi đầu bảng. Được chuyền dài, Đăng Huy, pha khống chế của số 12, cơ hội lại đến với chân của Ngọc Thạch, pha nhả bóng lại Văn Trường, pha dứt điểm. Tình huống dứt điểm còn chưa đủ nguy hiểm, cú đá đã chạm vào người một cầu thủ bên phía đội bóng đỏ. Và thì các cầu thủ của ba đội bóng, các đội bóng tham dự giải đấu này, bảng A đang là sự nổi trội đến từ các thủ Gia Hiếu TTC. Và ở trận đấu nguy hiểm, không có bàn thắng gỡ hòa dành cho các thủ bên phía đội bóng Gia Bảo FC. Rất bình tĩnh, xoay sở chưa thành công. Bóng trở về một quyền kiểm soát của các thủ bên phía Hiệp Phát FC. Văn Trường được chọc khe, đây là cơ hội dành cho Đăng Huy. Chưa có pha kiểm soát gọn gàng dành cho số 12. Pha khống chế vẫn để bóng bật ra hơi xa. Những nỗ lực tấn công nữa dành cho Gia Bảo FC để tìm kiếm bàn gỡ. Pha xả bóng vẫn chưa đủ nhịp nhàng. Từ đường phá bóng của các thủ bên phía đội bóng Hiệp Phát. Dành chăm sức quyết liệt. Dứt điểm. Cú đá không đủ khó để có thể đánh bại Nam Rum. Ông tiếp tục trở lại với quyền kiểm soát của các thủ áo đỏ. Đột phá qua người rồi. Đây là cơ hội. Đường chuyền lại đi không đủ chính xác. Bóng đã không đến được vị trí đồng đội ở bên trong. Các cầu thủ đội bóng Khải Phát và Rotherham City đang gặp nhau và Khải Phát đang tạm dẫn trước với tỷ số 3-0. Thì pha rớt bóng nguy hiểm. Đó là một tình huống mà thủ môn bên phía đội bóng áo đỏ cũng đã chơi cảnh giác. Sức ép của các thủ Gia Bảo vẫn đang được tăng cường. Thêm một tình huống cài người lấy bóng và đây là cơ hội. Văn Sơn chưa thể dứt điểm, vẫn còn. Sự chủ động của các thủ Gia Bảo để gây sức ép. Văn Phượng. Các thủ áo đỏ đang đẩy đội hình lên rất cao. Tuy nhiên những miếng đánh của họ chưa đủ hiểm hóc và có thể tạo ra được sự bất ngờ. Cài người vẫn còn thiếu đi một chút nhịp nhàng của thủ đường lấy bóng tốt đến từ Ngọc Thạch. Phản công dành cho các thủ bên phía đội áo trắng rất tốt. Đây là Đình Cẩn, đường xuyên. Quả đáng tiếc, đường chuyền của Đình Cẩn đã chưa thể vượt qua được sự ngăn chặn của đối phương.
Nhà báo FC vẫn đang triển khai bóng một cách nhịp nhàng nhưng họ chưa có được nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối phương. Và cướp bóng của cú bốc, và đây là thời cơ dành cho các thủ bên phía Hiệp Phát FC. Cú bốc xây sở rất lắc lẻo, rất bình tĩnh, đường chuyền cút và đường bóng vẫn hơi sâu so với đà di chuyển của Đình Cận. Tìm pha lên bóng nữa, cả khoảng trống dành cho các thủ đó vẫn cấp vào, rất đáng tiếc cho các thủ bên phía đội bóng Gia Bảo FC. Họ vẫn đang cần một bàn thắng để có thể gỡ hòa và tìm kiếm điểm số trong trận đấu ngày hôm nay. Một pha cài người, xoay người, rất bình tĩnh, nhưng điểm vẫn cấp vào, bóng đã dồi sang ngang. Quá đáng tiếc, cuối cùng thì cú đá vội đã đi ra ngoài và bỏ lỡ quá đáng tiếc của Lan Thí. Tình huống dứt điểm của số 4 đã không may khi bóng tìm đến sang ngang không thành. Chúng ta cùng nhìn lại pha cài người và xoay người kết thúc của Lan Thí. Tình huống mà các thủ áo đỏ đã không gặp may. Và ném bóng lên. Tình huống không xế lỗi, cơ hội dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng nhưng bóng đã đi ra ngoài. Quá đáng tiếc dành cho Tuấn Trà. Và xoay sở bình tĩnh nữa của các thủ bên phía đội bóng Gia Bảo FC. Một đường mở cánh dành cho Ngọc Sơn, rất chống chọi. Ngọc Sơn, ngay lập tức thì đối phương đã áp sát. Tốc độ theo kèm người rất gắt gao đến từ các thủ Hiệp Phát FC. Khoảng trống, tuyên chiến vẫn không thành công, vẫn chưa có pha dứt điểm bò dành cho các thủ bên phía đội bóng Gia Bảo FC. Những tình huống cố gắng của các thủ áo đỏ trong những phút bù giờ. Pha xử lý không tốt của thủ thành bên phía đội bóng Gia Bảo. Pha đột phá không thành công. Và như vậy thì trọng tài đã nói coi kết thúc trận đấu giữa các thủ Gia Bảo FC và đội bóng Hiệp Phát FC. Như vậy thì Hiệp Phát đã đánh bại các thủ Gia Bảo chỉ với một bàn thắng duy nhất của cầu thủ Mao Su Bóng Ngọc Thạch.